Nó là công trình đầu tay không chứ đấy. Công đầu tay. Nó cho nên phải hết cái đầu. Thì nó vừa mới mở hoàn khóa là mua đứa chạy. Cho bạch điện. Đi chạy luôn. Rồi hết hết. Kênh YouTube không anh? Dạ. Kênh YouTube không? Nông dân hiện đại đó. Nông dân hiện đại hả? Quay em nói chuyện trên trời quay về đồng tiếng hay gì? Đủ mẹ chạy sẹt nước dòm lên cái thằng trời ơi trời đủ mẹ gửi tôi đè gắt đè chống gửi tôi một dây mà đè chống nói vậy vậy à chạy chạy cái tinh lên chạy chạy xuống sông nước nước hỏi đi thấy ông nội ông thấy mẹ nó cái lớp bê xuống nước rộng lần là ông có nội nước vô mình cũng đang coi chuyện xuống mà cái cây đó là nó không có ngay rồi đó ông kiếm được cái cây nào đấy dạ cây tre vô rồi đó cây tre Alo.
Dạ. Dạ em đợi cắm đường này nha. Cho mẹ qua cái nó rớt ra ngoài kia nó dạ. Uống mình. Dạ. Đi nè, ta vô mà. Có lộn cái đồ bích này nè. Là sao? Lộn cái đồ bích đánh cắt á. Như vậy hả? Xe. Tại vì cái bé này nó dời ra tới ngoài này được. Nó muốn chịu dời ra tới này được. Nếu giờ tới đây thì cái bé có dời ra, nó thấy tới ngoài này nó khác. Dạ. Rồi bà thì tới dời ra tới này. Dạ. Dạ. Một mét là mình muốn cắt ngang cái cây luôn. Dạ. Rồi cái mốt cái cây mình rời ra nó không được. Anh trừ heo ha anh ha. Nếu một mét thì nó phải gì nè. Dù một mét là mình cắt gì nó vừa. Dạ. Nhưng mà cắt ở đây thì nó bị thẳng. Giờ mình ra mét rưỡi đi. Mình cắt đây đi. Cắt đây cái. Cái gì sau này mình rời cái cây này vô đó. Dạ. Di chuyển qua lại được. Ừ. Sao cái gốc bẩn nó cũng làm vậy. Giờ nó không có trồng rẫy trong rừng chơi chơi trước mắt là đến ngay góc hết. Bữa em với ba em dọn này cho mấy anh làm mà dọn không kịp, làm không kịp. Làm có mấy bờ đó, còn hai bờ, còn hai bờ giữa này chưa làm xong. Để hỏi mà chịu làm chút xíu à. Dạ. Nếu chịu làm trong ngày luôn à, bữa xuống khác luôn vậy thì đánh cửa đem một cây xuống không chạy một cứng. Dạ. Nó xuống thêm miếng à. Để thì này có 3.000 mét vuông à. Bắt đầu dưới đây luôn đi lọ. Rút áo chưa?
bước lên sát cây nhanh. Bên mà thấy muốn mạnh nổi không? Để nó xìu nha. Đó, nhảy xin ở trong anh, mở ra, mở vô. Vô đi, vô, không không, cho không cắn đâu. Để ngoài này nó rộng rãi dễ trộn hơn hả? Để ngoài này rộng rãi dễ trộn hơn chứ, cái này mắc miếng to nè. Biết ngay chút xíu nữa đông chữ. Trời ơi, cái này đông chữ lên mạng tôi trước. Nói chung là cái cừu của tôi là từ cha thay mà đẻ chưa biết cầm cỏ anh nha. Ở chợ không là cha con đi vào không á. Giá không á. Có biết đâu rồi cương đại làm lại lên vậy. Đâu có biết trồng sao cho mình tính tưởng trồng cây mít gì đó. Là bổ rồi. Cây mít á thường á là ta chỉ trồng âm xuống gì đó, không có đồng bầu á là gió không bị lật. Đúng rồi. Đâu có biết tính tự nhiên giống mít gì. Trời ơi. Thấy tạc ngoài không anh? Rồi nó tạc ra ngoài cho
lúc thấy không, rồi ba lên mà cứu gãy gì đó, cái bà chị ngóc xuống vậy nè, chạy ngay góc chạy chạy chị. Nhỏ giọt. Nhỏ giọt luôn. Cái đầu đó không có quấn keo ra nha. Cái con không có dán keo nha. Dạ, sao không dán keo anh? Dạ, dán keo mốt rồi lắm, nó có hụt nó không có tổ mồi nha. Dạ. Giờ mốt có gì cái nhưng mà vẫn bơm lên được bình thường phải không? Không thôi mình có cái ống mềm này sẵn nha. Thì ví dụ mất pha phân đó. Dạ. Lấy cái này ra dội luôn. Tụng dẫn tụng phân luôn. Dạ. Một công hai việc luôn ha. Đây cái thùng phi nè. Và cho chạy dây đó, mở cái qua nó ra từ 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 nó hút cái này vô luôn nè. Dạ dạ. Rồi nó hút phân nó trộn vô cái nước đó. Nó mới đẩy ra ngoài nó tưới. Chị nhớ chưa? Chị nhớ cho mày nè. Nhớ mở lên coi. Bây giờ có phân nè, tụng đây nè. Thấy không? Không có thùng phân nào không? Có không? Có cách dễ đó. Cách dễ rồi. Ừ, bỏ cái đây thùng đi. Đâu ba đưa chẳng thử anh. Bình. Ừ. Thì ba đưa chẳng đi anh biết mà. Lưu lượng lượng xanh tao biết mà. Ủa cánh quạt ở dưới đó để làm nhằm mục đích gì anh? Được, nó đâu có cánh quạt cái lượng. Dạ. Lượng đừng có cặn qua đó. Dạ. Ủa mà không có cái gì để mình xả ra ha? Không, cứ ra một cái trận xả đi. Không sợ lâu ngày nó đóng cặn ở dưới này nè. Nó không được, dạ dạ. Cái này là phân phải không? Phân kích rễ. Kích rễ, dạ, kích rễ. Như cái này ông pha cho nó đậm. Trong thùng cho nó đậm. Đậm rồi nó rút cái đậm này vô, nó trộn. Tại vì cái này nó vô có 27 à. Mà cái ống bình nó vô tới 490 kìa. Có cái đầu lượt ở dưới á. Nó làm kỹ lắm á. Ảnh la gã bọc cái gì ở ngoài á. Một cái gì đó, cái thùng gác ở trong rồi, ở trong rồi cái bọc đó ở ngoài. Rồi cái bước gì đây, cái chút pha, chút lôi. Nào nó rút hết cái đồng phân này nè. Lại bà coi kìa, coi ảnh làm hướng dẫn sao sao đó. Nào nó rút hết cái đồng phân này, nó phá cái quanh rồi. Nó mình quanh xanh này. Rồi, chừng nào nó gần hết chút phá cái quanh rồi nha. Chừng coi nó hụt nước trong thùng này rồi. Đúng rồi. Vậy là lúc nào cái này nó cũng phải có nước. Cái này nó cũng phải có nước, nếu mà nó hụt nước rồi chứ không phá cái quanh nó là nó hụt nước luôn. Hồi nãy anh chế vô đó. Mới mới dụng cái khóa này tầm khoảng hơn nửa phi này được rồi. Mình chờ lúc dưới mà làm nhiêu. Vâng. Rồi chừng nào nó cần thấy nó cần cản cái phi nữa. Mình phá cái quanh nó lại cho con. Còn nếu không thì mở cái quanh nó. Trong có cho lúc vô đây lại một phút nữa. Cái này vô nó có đúng. Này chị mưa nó sao không? Có à. Lâu ngày nó tới được rồi không? Thì mình kiếm cái bọc mình bọc lại. Cái gì nó đậy lại cho nó chụm ra hả? Còn không là mua cái thùng của cái đầu ghe, cái đầu bọc máy ghe đó. Không là nó rút phân hết cái phi rồi không? Nó rút cái phân trong này, nó sẽ trộn trong đó, nó đẩy ra ngoài nó tứ. Thì tứ xong rồi qua sáng bữa sau chú khóa cái quanh lại đi, rồi chú bơm nước không cũng được, nó ra ngoài đằng cho nó xả phân. Bơm nước trắng lại không cho nó xả phân. Mau lắm á. Cỡ nửa thùng là mình tắt được hả anh? Không, còn để nguyên thùng. Gần hết á. Dạ. Gần hết nước trong phi nè. Dạ, rồi mình bơm cái máy nữa. Mình tắt rồi mình bơm cái máy. Mình phá cái quanh lại. Phá cái quanh lại rồi mở cái quanh đây ông bơm nước cho. Bơm vô. Rồi nó có nước rồi nó rút nữa. Vậy là khi nào cái nào đầy thì mở cái này ra. Ví dụ như lỗ ống mới tính lần mà. Đúng rồi. 2 tuần mới tính lần. Cái này đây, cái này gác vô đây.